Hôm nay em bị bom một đơn hàng vì lý do là khách đến test máy nhưng không có áp suất anh chị ạ. Thật sự là rất là buồn tại vì cái này không phải là lỗi mà đó là tính năng. À, em xin phép nói có một chút cho quý anh chị hiểu là đây là một con máy Samsung Galaxy Note 20 Ultra và là một con máy zin nguyên bản 100% em nhập trực tiếp phiên bản RAM 12 bộ nhớ 256. Màn hình của máy đẹp không ngồ ám không phân màu gì này. Đấy và đây là có thông tin đầy đủ của máy nhá. Email của máy là 969 đấy và máy gọi là nguyên bản 100% luôn nhập từ uh, trực tiếp về nhá chưa qua spa sửa chữa gì cả nhưng mà con này nó không có áp suất chắc chắn 100% luôn đơn giản này đây em lấy cái tay này em gậy nhẹ ra một chút thôi là đã bung rồi đấy, anh chị thấy không ạ và anh chị lưu ý nhá cái dòng 20 21 và dòng 22 thì bây giờ 22 là ít bung nhất nhưng mà 21 20 nó ra mất vài năm rồi thì tỷ lệ bung rất là cao nhá gần như là lên lên đến là 90 80 đến 100 phần trăm rất là ok đấy và những cái máy mà đã bị bung ra như thế này rồi mới là những con máy chuẩn anh chị ạ còn những con máy mà còn nguyên áp xuất nổ tanh tách thì chưa chắc đã là máy zin đâu đấy là nó thật luôn đấy vì em nhập máy rất nhiều em biết là anh chị xem này cái phần keo của phần lưng nhá nó là keo gắn với lưng là uh, kim loại À, xin lỗi là, là 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 cái phi kim nên là cái keo này nó phải khác này thứ hai là cái keo này gắn với lại cái phần ấy phần 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 viền là kim loại nó phải là kết cấu khác vì vậy hai cái keo này nó là hai thực thể khác nhau và người ta sẽ lấy một cái loại keo này và keo này người ta ép lại nhau thành một tấm để dán hai cái mặt này lại lâu ngày thì oxy hóa nó bị bung cái keo này ra nói chung là máy móc thì dính cho đấy chị thấy không ạ này cụm cam này sáng trưng đẹp len keng sờ đen như mới chị thấy không ạ rất là chất lượng đúng không ạ và con máy này vẫn là máy zin nhá tất nhiên hở thế này thì không thể mà để hở thế này giao khách rồi đúng không ạ thích gì thì để im thế này giao khách thôi nhưng mà cũng phải dán lại cái lưng cho đàng hoàng tự tế vì vậy đấy, nhiều khi nó có áp suất có lúc khi không anh chị lưu ý giúp em nhé chứ còn không phải là không áp suất là máy không zin mà có áp suất là máy zin đâu bây giờ nói thật với quý anh chị luôn là dán lại 50 100 k thôi là áp suất nhạy tanh tách như tôm tươi ngay đúng không ạ đấy, màn hình này thì đẹp không ngô ám nét căng nhá con này thì có một con nữa thôi là duy nhất em để ở quý anh chị với mức giá là 7 triệu tám trăm k nhá Note 20 ultra một con thôi đấy con này thì cấu hình quá là ngon rồi ra 12 hai bộ nhớ hai năm sáu máy hàn quốc chip 865 Plus và sẽ có là ghi âm cuộc gọi này đấy. camera phía sau sẽ có là cảm biến góc siêu rộng này x1 này đấy. và zoom mình đến là 5x nhá phóng rất là to luôn cam trước cũng ở mức gọi là khá đẹp và sắc nét lúc nãy phóng to thì thấy cái chăn ở đấy lý do đơn giản là vì em gọi là dùng Temping chống ồn cho phòng bên cạnh đấy. chứ không phải là phòng em cam trước thì rất là đẹp và nét căng nhá đấy. nói chung là máy móc ngon lành cành đào em này 7 ,8 triệu 8 tặng ốp lưng rắn màn sạc cáp siêu nhanh 25 miễn phí ship tận nhà trên toàn quốc tiếp theo nữa em lên cho quý anh chị một con à, à, xin lỗi quên giới thiệu nhở xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với di động minh huy và em là minh huy đây với những quý anh chị mới di động minh huy là một kênh chuyên bán điện thoại À uh, siêu lướt máy mới cũng có này, đa phần là máy siêu lướt và máy cũ đã qua sử dụng với mức giá cực kỳ tốt và hợp lý. Tình trạng máy móc có gì báo nấy rõ ràng luôn và nhà em có ship code toàn quốc, nhận máy kiểm tra thanh toán anh chị nhé. Và nhà em địa chỉ ở số 20 ngõ 203 chùa Bộc. Hiện tại bên em đang tập trung bán online hơn, vì vậy nếu mà anh chị đặt hàng vui lòng liên hệ 0933600386 để được hỗ trợ và cũng như là đặt hàng một cách nhanh nhất. Rồi nhà em ship code toàn quốc nhận máy kiểm tra thanh toán à, Về nhiều anh chị hỏi thì ship có cần cọc không Thì xin thưa với quý anh chị là ship thì có cọc nhá Cọc thì cọc 50, uh, 100, 200 tùy vào giá trị máy anh chị ạ và ngoài ra tiền cọc thì em trừ thẳng vào tiền máy luôn cho anh chị yên tâm Còn nếu mà nhiều cô chú lớn tuổi mà không chuyển khoản được Thì có thể là gửi uh, gọi điện video để chốt máy Mình quay video lại, mình lưu giữ lại Ngoài ra thì cũng có thể là gọi video ra rồi thì cũng có thể là xin cái căn cước công dân nhé nói chung là muốn mua thì dễ lắm nó rất là nhiều phương án mua khách hàng cũng yên tâm mà người bán hàng cũng yên tâm được chưa vấn đề của mình là chọn đúng máy đúng mẫu và chờ shop ship đến kiểm tra máy đúng như mô tả là thanh toán thôi. Lên cho quý anh chị một con xiaomi mi 9 này con này là bạn google có nghĩa là bạn quốc tế nhá bạn quốc tế luôn ạ chức năng rất là ngon lành về cơ bản thì máy em thấy rất là đẹp nha khung viền cạnh trên này cạnh bên cạnh dưới các cạnh này của vỏ hộp rất là đẹp luôn và nhìn cái màu này À, cái bộ zin nhìn nó phải thế này nhá đẹp óng nga, ánh lấp lánh như này và cái máy ấy zin nguyên bản nó cũng phải đẹp chất như này màn hình thì sáng đẹp không ô ám này em này sẽ có màn hình là 6.4 in công nghệ super amoled rất là đẹp và nét khung viền cạnh trên đẹp keng cạnh bên cạnh dưới các cạnh đều đẹp len keng sẽ hết và lưng cũng đẹp len keng như mới nhá. Cái sản phẩm Xiaomi Mi 9 này có hình là RAM 6 g bộ nhớ 128 nha. Con này bộ nhớ thấp hơn 64 cũng có, nhưng mà em không bán bộ đấy. Và con này là bộ nhớ 128 g này, máy đẹp keng nhá và cam kết zin nguyên bản 100%, loa nghe nhạc hay, đặc biệt là camera cũng ngon nhá. Đây, với cam chính là 64 chấm có cảm biến X1 này, cảm biến góc siêu rộng cũng có nhá và hỗ trợ zoom dụng các thứ đồ. Camera trước cũng rất là đẹp và nét luôn. Và con Xiaomi Mi 9 này có mức giá là 3 triệu tròn nhá. 3 triệu tròn chip 865 Máy móc mượt mà nhá Tặng kèm hộp cho anh chị có nhu cầu à, sử dụng Tiếp theo nữa thì em lên cho quý anh chị thêm cái dòng là Samsung Galaxy M23 Dòng này rất là hot ạ à. Hàng về lúc nào là hết sạch lúc đấy Hôm nay em còn vài cây thôi Thanh lý đốt cho quý anh chị nhá Phần lưng con màu cam này thì đẹp Đẹp len keng sờ beng luôn khung viền này còn nguyên silicon nhá. Bóc cái này ra là đẹp cũng gần như mới á Bóc cái này ra là cũng đẹp như gần như mới luôn. Khung viền này, anh chị cần bóc không? Thôi nhá, để anh chị về tự bóc. À, rất đẹp nhá. M23 sẽ có một cái màn hình là 6.6, à, độ phân giải màn hình à, cũng rất là ok và nét rồi, đúng không ạ? Tần số quét 120Hz siêu mượt mà. Cấu hình có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chạy con chip là con chip bảy uh, Qualcomm Snapdragon 750 có triệu trợ 5G Cụm cam phía sau với cam chính là 50 megapixel có cảm biến góc rộng uh, góc siêu rộng Đấy, và một cái cảm biến uh, macro nữa cảm biến phía trước cũng rất là đẹp nhá máy như con này là đẹp len keng như mới này và giá hiện tại em này là 2 ,8 triệu 8 thôi đã bao gồm ốp lưng dán màn sạc cáp siêu nhanh 25W và miễn phí ship tận nhà trên toàn quốc ngoài ra nếu mà anh chị dễ tính hơn một chút ấy thì lấy em này kém sắc hơn giá có 2 ,6 triệu 6 thôi nhá 2 ,6 triệu 6 thôi Đây màn hình thì siêu đẹp nét Không ngủ ám phân màu gì luôn Anh chị mua dòng M23 này sau máy không may Có làm rơi vỡ, có họng hóc Thì mình mua linh kiện, phụ kiện thay cũng rất là dễ dàng à, Ép kính vài trăm nghìn Thậm chí là gì ạ Thay cái màn hình cũng có mấy trăm nghìn thôi Màn hình sáng đẹp này Pin 5000 nhá Cái dòng này có pin 5000 này Sạc siêu nhanh 25W Đây lên cho quý anh chị xem này Pin là 5000mAh, được chưa? Và có sạc siêu nhanh 25W, được chưa? À, RAM sẽ có 4GB Bộ nhớ sẽ có là 128GB Nói chung là rất rất là ok nhá Con này là 2.8 triệu, 8, con này là 2.6 Đấy, à, Có vài cây nữa là hết cái sản phẩm Samsung Galaxy M À, 23 rồi đấy rất là nhanh hết hàng thôi Nói chung là trộm vía là anh chị ủng hộ nên là cũng gần hết rồi mã Samsung Galaxy A32 em còn đúng hai cây nữa là hết sạch hàng rồi à, sắp tới em cũng cố gắng em nhập thêm về cho quý anh chị đặt nữa nhá cái mã A32 này thì sẽ có là cái màn hình rất đẹp nha màn hình 6 in tư này nét căng đẹp không ngổ ám không phân màu gì và có cấu hình ấy là cũng ổn nhá ram có 4 g bộ nhớ là gì ạ sáu mươi và chạy con chip là cũng khá là mượt mà màn hình tần số quét đã có là độ mượt 90 mươi rồi có vân tay một chạm bên trong màn hình nữa khá là ok đặc biệt nhất trên con máy này em đánh giá cao nhất là camera nhá cam trước này đẹp và nét căng à, cây này là 20 megapixel nha. Cam sao cũng cực kỳ nét đẹp luôn, cam sau là 64 chấm. Nói chung là rất là đẹp và nét. Nói chung chụp phát nào là ăn phát đấy luôn đấy ạ. Và con này thì màn hình đẹp, cam nét nếu mà anh chị thích nhá. Còn viên pin thì trâu rồi, pin 5000 mm giờ. Máy bạn Hàn Quốc thì một sim có ghi âm cuộc gọi nhá. Android cũng là Android mới rồi. Đấy, pin thì bao nhiêu ạ? Pin con này sẽ là 5000 mm có hai màu là màu trắng và màu đen. À, bán ra thì tặng ốp lưng này, dán màn, sạc cáp zin siêu nhanh hay là sạc à, cáp LG Zin đấy, có hỗ trợ sạc nhanh và miễn phí ship toàn quốc. Đây là mẫu Samsung A32 nhé, anh chị lưu ý với em A32 ạ. Mã A32 tiếp tục đến với dòng Samsung dòng S thì S20 Plus nhà em cũng gọn gọn hàng rồi. Hiện tại thì chia sẻ với quý anh chị luôn là S20 Plus em còn đúng 3 cây. Đấy, 3 cây với 3 màu sắc khác nhau. Ở đây thì anh chị có thể dễ dàng thấy là màu trắng này, à, màu à, màu này là màu xám và màu này là màu xanh nhá ba cây ba màu sắc khác nhau máy móc thì ngon lành nha nguyên bản khung viền cạnh trên đẹp cạnh bên cũng đẹp cạnh dưới các cạnh cũng đẹp nha mấy con dòng 20 này thì lưng nó khá là dễ hở nhá lấy cái tay móng tay cậy gái có khi cũng ra đấy nhưng mà cái dòng 20 thì nếu mà máy zin thì chấp nhận thôi đấy, nó phải có một tí hở hở nó với là dòng 20 à, đây là con có ba màu nhá anh chị lấy màu nào thì giá cũng như nhau thôi phiên bản mỹ sẽ có là ram 12 g bộ nhớ sẽ có là bao nhiêu ạ? bộ nhớ là mươi uh, 128GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 máy móc thì mượt mà mịn màng luôn ạ à. máy có hai sim một sim vật lý một e sim cái màn hình này nó rộng là 6.7 in được chưa? Tần số quét là 120 Hz và viên pin là 4500 mm. Chung là máy móc zin cũ thế này là rất là đẹp rồi nhá, chức năng ngon à. Nếu mà con nào hở lưng ra thì bên em sẽ dán lại cho quý anh chị nhá. Như em này thì cũng hơi hơi hở rồi này. Đấy, cậy ra có khi là ra luôn đấy. Nhưng mà bên em sẽ dán lưng lại cho quý anh chị nhá. Tại vì mấy cái dòng máy này thì cái phần keo lưng nó rất là dễ bị bung. cái <laughs> đấy là bình thường anh chị nhá. Em đã giới thiệu rồi. À, dòng 20 <laughs> thì em sẽ có là nốt 20 nữa. Note 20 hiện tại cũng còn hai cây này. Note 20 4 triệu 9 ạ. Hiện tại em đang có là màu xanh và màu đồng. Còn 3 cây nhá. 3 cây 3 màu xanh đồng đen ạ. Anh chị lấy đặt hàng lên hệ em Huy nhá. Khung viền cạnh trên đẹp, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng ở mức cũ đẹp nha. Tất nhiên có những cái vết xước chút chút như thế này rồi. Đấy, anh chị lấy con nào nhắn Zalo em Huy chụp ảnh kỹ chi tiết cho. Màn hình thì cũng ở mức tương đối là đẹp, rộng 6 in 7, RAM sẽ có là 8 GB bộ nhớ là 256 g và chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 865. Chung là màn đẹp không ngồ ám này, ba màu sắc cho quý anh chị lựa chọn nhé. Camera trước này cũng ở mức đẹp và nét căng luôn, cam sau thì cũng nét nhá. Anh chị mua cái dòng này cực kỳ là hợp lý nhá. Bóc cái này ra này. cho khách không khách bảo lỗi camera ra là dở. À, anh chị mua dòng này mà dùng quá là ngon bền lành anh chị ạ. Hiện ngày xưa thì lúc ra mắt nó cũng tầm loanh quanh 20 triệu hơn 20 triệu. Bây giờ thì giá nó còn có 4 ,9 triệu 9 thôi Còn 1 phần 5 thôi Cảm biến camera cực kỳ đẹp nhá 0.5 này X1 này Và zoom mình đến là 3 mấy ạ Cam trước cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn Đây là Note 20 g nhá Có S Pen này S Pen này lại có vẽ viết và có điều khiển từ xa anh chị nhá Có điều khiển có vẽ viết luôn Có chụp ảnh luôn Và giá con này là 4 ,9 triệu 9 một cây ạ à. Còn 3 cây nhá Mã 20 à, Note 20 g Tiếp theo thì em lên cho quý anh chị dòng 21 ạ. À. 21 em đang có là 21 Ultra. 21 Plus và 21 5G. À đây là con to nhất dòng 21 này, 21 Ultra, thiết kế lưng là kính cường lực Gorilla Glass Victus, kính trước cũng là cường lực Gorilla Glass Victus và khung viền là bằng hợp kim nhôm ạ. À. Cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh rất là ok. Màn hình thì sáng đẹp, không màu ám, không phân màu gì, rộng 6.8 in ạ. À. Cấu hình em này sẽ có là RAM 12GB, bộ nhớ là bao nhiêu ạ? À? Bộ nhớ là 128GB, Con chip Qualcomm Snapdragon 888, hiệu năng thì ngon rồi ạ. À viên pin 5.000 nhá Và đây là một trong những con đầu tiên của Samsung có viên pin 5.000 nhỉ à, Flagship ấy Thì sau S20 Ultra thì là có S21 Ultra là có pin 5.000 Khung viền các cạnh đẹp này, cụm cam sáng đẹp nhá Đẹp tuyệt vời luôn, nói chung là hiếm có con máy nào nó nó đẹp bằng như thế này Mà giá cả rất là êm nhá S21 Ultra là 7 triệu 990 rồi ạ Đấy Tặng là ốp lưng rắn màn sạc cáp cho nhanh 25W miễn phí ship tận nhà toàn quốc S21 Ultra nếu mà anh chị không thích một con máy có cụm cam nó hầm hố nó xịn màn hình sáng đẹp nét thì anh chị lấy con S22 Plus cũng được nhá. Con này với con kia nó cũng cầm cùng tầm tiền với nhau thôi, cũng là 7.990 như nhau. À không, con này 8 triệu. À đâu, 7.990 nhá. À, và tình trạng lưng này, đẹp lên keng như mới ạ, cũng là kính cường lực Victus. Đấy, kính màn hình cũng là kính cường lực Victus cao cấp luôn. Và con này thiết kế theo ngôn ngữ là thiết kế phẳng nha. Mặt trước, mặt pha, sau thì phẳng lặng luôn ạ. Và khung viền thì các cạnh rất là đẹp, cạnh trên cũng đẹp này. Đấy, cái này thì uh, lau qua là sạch thôi à, cạnh bên cũng đẹp cạnh dưới cũng đẹp chân sạc cứ gọi là sáng quen nha rất là đẹp luôn đây là máy bạn hàn rất là hiếm ạ à. ram con này sẽ có là 8 g bộ nhớ là hai trăm g chạy con chip qualcomm snap 8 gen 1 và viên pin là bốn nghìn năm trăm dùng cũng khá là thoải mái nhá camera thì con này cũng là một cái điểm rất là đáng nâng cấp này đáng để sở hữu này cam chính là cảm biến chính nhá đã lên đến là 50 chấm rồi có cảm biến góc siêu động không 6 hỗ trợ zoom 3 mic cam trước cũng ở mức gọi là đẹp và nét căng luôn ạ à. giá SA SI Plus là 7 triệu 900k nhé có một con này bạn bạn Hàn có đúng một con ngoài ra thì cũng có một em bạn Mỹ nữa bạn Mỹ 256 ghi này cũng có đúng một em thôi 256 ghi bạn Mỹ ạ à. còn đúng một em là đúng là hết sạch hàng rồi không còn con nào nữa cả tình trạng lưng liếc rất là đẹp này email 799 thần tài này cụm cam sáng đẹp khung viền cạnh trên cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng ở mức gọi là zin cũ đẹp đi cho phấn khởi nhá. Dễ tính thì bảo 99%, đấy. Dễ tính hơn nữa thì bảo đẹp hơn nữa. Màn hình sáng đẹp này, 6.5 inch nhỉ. Con này màn hình 6.6 inch. RAM 8 bộ nhớ 256 g bộ nhớ cao nhá. Đây là bạn là bạn Mỹ. Bình thường bạn Mỹ thì 256 g giá tầm 8 rưỡi 86 hôm nay em bán nó quý anh chị 8 ,2 triệu 2 thôi ạ. Màn hình sáng đẹp không ồ ám, chức năng ngon, máy móc mượt mà, ngon lành được chưa? 8 triệu 200k nhé À, tặng full phụ kiện ốp lưng rắn màn sạc cáp miễn phí ship tận nhà, cụm cam sáng đẹp, máy móc trơn tru mượt mà luôn. À, S22 Plus S22 Ultra nhà em cũng có này, máy này là máy phiên bản Mỹ nha tình trạng máy móc cũng ngon lành ạ à. lưng rất là đẹp kính cường lực victor này cụm cam sáng đẹp cực kỳ luôn khung viền cạnh trên đẹp cạnh bên tương đối đẹp ạ à. có anten sóng 5g đây nhé bạn mỹ là có anten 5g này phần dưới bên dưới thì chân sạc à, cũng ở mức có sức một chút thôi khung viền các cạnh thì cũng ở mức khá đẹp dường như là không có cấn móp gì cả màn hình thì đẹp không có sức nhá cụm cam của dòng S22 22 Ultra sẽ có là cam chính 108 chấm thôi, à, có zoom 100x này và có đầy đủ cảm biến góc siêu rộng các thứ đồ. Chung là màn hình con này thì sáng đẹp, không ngồ ám, không phân màu gì. Đây, bật thử cho anh, anh chị xem nhá. Màn hình cong tràn hai bên như thế này và rộng là 6.8 in tần số quét 120Hz. Camera của máy thì cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn. Cam trước nét căng này, cam sau có đầy đủ cảm biến góc rộng này, à, góc siêu rộng cũng có nhá và zoom mình đấy là 100x và giá em này hiện tại là 11.800k. triệu S22 Ultra Còn nếu mà anh chị thích máy gọi là đẹp hơn nữa thì lấy cho em mấy quạng máy này này Đây là máy đẹp như mới nhá Em đang có các màu như sau này Đầu tiên là màu đỏ này Tiếp theo nữa là màu xanh Đấy màu xanh thì nó sẽ như thế này Đấy, Và tiếp theo nữa là màu đen nhá Đỏ xanh đen ba màu cho anh chị lựa chọn Máy đẹp gần như là mới luôn ạ Rất rất là đẹp Máy sẽ có cấu hình khá là ngon nhá Với RAM 12GB bộ nhớ 256 Và có cả phiên bản bộ nhớ 512GB Với phiên bản 512GB giá là 12 ,9 triệu 9 thôi ạ còn phiên bản 256 giá là 12 triệu 6 Lệch nhau 300k Anh chị lấy bạn nào cũng được nhé Nói chung là hiện tại 256 ghi dùng vẫn quá là thoải mái rồi à, Máy sẽ có một cái màn hình 6 in 8 Màn hình cực kỳ đẹp và nét ạ à. Cấu hình em này sẽ có là RAM 12GB à, Bộ nhớ là bao nhiêu ạ? RAM 12 và bộ nhớ là 512GB nhé Đây là phiên bản 512 này, được chưa? Giá là 12,990 à, Hôm nay em giảm về 12,9 cho quý anh chị luôn Tiệm mà ngôn ngữ thì có đầy đủ tiếng Việt hết nhé Anh chị về, đấy, hoặc là em cài sẵn tiếng Việt cho quý anh chị về lắp sim là dùng thôi được chưa loa dòng này cũng có loa kép nghe nhạc rất là hay đây à, có ram 12 này bộ nhớ 512 trăm và viên pin là năm nghìn mm máy móc thì mượt mà ngon lành màn thì đẹp không ồ ám chức năng thì trơn tru hiện tại s 2 ultra này phiên bản 512 trăm giá là 12 hai triệu chín phiên bản hai gb giá là 12 hai triệu rưỡi để cho quý anh chị nhé lệch nhau 400 k lấy bạn nào thì lấy ạ Đấy, giá rất là êm rồi Đấy, đây là phiên bản S22 Ultra lên cho quý anh chị thêm một số dòng mẫu máy khác bên em Như là đây là con Samsung Galaxy M33 5G này Con là máy số 1 nhé, tình trạng máy có xước Giá là 2 triệu rưỡi thôi Phần lưng thì đẹp, khung viền các cạnh em thấy là cũng ở mức gọi là tương đối là đẹp luôn Nói chung là rất là đẹp á Màn hình thì đẹp, không ngồ ám gì Nhưng mà kính thì có xước một đường lông mèo ở đây nhá Giá em này là 2 triệu rưỡi thôi ạ Có ốp lưng có dán màn Và dán màn sẽ che bớt được xước anh chị ạ à, Tiếp theo nữa là cây là con Samsung Galaxy A12, con này thì tình trạng máy móc cũng khá là ok, ổn áp rồi Và được cái lớn nhất, cái được lớn nhất của con máy này là giá nó rẻ anh chị ạ Về cơ bản thì con này sẽ có là cái màn hình là 6 in rưỡi nhá Và có đầy đủ tiếng Việt hết nhá Anh chị mua về dùng SIM rất là ngon luôn Giá chỉ có 1 triệu mươi thôi à, Em này sẽ có viên pin là 5000mAh Pin 5000mAh anh chị nhá Và máy đẹp này, len keng như mới luôn ạ Phần lưng này đẹp không một vết xước khung viền cũng cực kỳ đẹp luôn nhá không một vết xước ạ chức năng ngon chân sạc thì sáng cho em sáng bóng luôn ấy và đây là con Samsung Galaxy A125 máy sẽ có cam chính là 64 megapixel được chưa cam chính 64 chấm có cảm biến góc rộng này có cảm biến góc siêu rộng này và cảm biến macro cho quý anh chị thoải mái sử dụng luôn nhá đấy, máy móc thì ok em mới đổi cái tiếng Việt nên là phải phải chờ một chút để em xem nào đây đang có đang bật cái chế độ bảo vệ mắt nhé tắt đi thì cái màn hình nó sẽ trắng sẽ đẹp hơn máy thì đang có trụ cũ người ta dùng nên là cái album thì có rất là nhiều ảnh của trụ cũ thứ hai đấy là camera của máy sẽ rất là ổn nha cam này có cảm biến góc siêu động này được chưa đấy có cam chính là 48 chấm thì vậy em nhớ không nhầm mà thế 48 mp luôn cam trước em thấy cũng khá là ổn nhá và đẹp video khô thoải mái ạ giá là 1 triệu 790 k thôi 1790 tặng sạc cáp luôn có dán màn ạ à. miễn phí ship Samsung A12 nhá À, dòng S thì em đang có lại S22 5G cũng có hàng này tình trạng máy móc thì ngon rồi anh chị thích mà dòng S22 bây giờ có thể sở hữu rồi ạ lúc ra mắt 2022 mới đây thôi là cũng hai mấy triệu bây giờ thì còn đúng là phần lệ thôi anh chị ạ lưng rất là đẹp này à, cụm cam sáng đẹp cam chính 50 chấm có góc siêu rộng có góc tele khung viền cạnh trên cạnh bên cạnh dưới các cạnh rất là đẹp nhé màn hình thì sáng đẹp không ồ ám không phân màu gì rộng là 6.1 in đây màn hình em này rộng 6.1 in này à, rất là đẹp và kính cường lực Victor bảo vệ luôn màn hình đẹp không ngồ ám ram con này sẽ có 8 gb bộ nhớ 256 nhá phiên bản hàn thì sẽ có một sim còn bản mỹ ram 8 bộ nhớ 128 sẽ có hai sim giá thì cũng bằng nhau thôi ạ 6 triệu rưỡi một cây đấy máy móc thì mượt mà dùng ok hết ạ camera của máy này có cảm biến 0.6 này và zoom in đến là 3 mét nhá. Cam trước cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn. Giá cả em này hiện tại bên shop di động Minh Huy đang có là 6 triệu rưỡi một cây ạ. Phun phụ kiện ốp lưng dán màn, sạc cáp miễn phí ship tận nhà. Có các màu là ạ màu vàng này, màu tím cũng có này, màu trắng cũng có và màu đen cũng có. Ngoài ra nhà em có cả màu xanh nhá. Phun tất cả các màu s22 5g, phun màu sẵn sàng giao ngay ship cốt toàn quốc. Có bạn mỹ và bạn gì ạ? bạn mỹ và bạn uh bản Mỹ và bạn Hàn nhé. À, sắp tới thì em còn về thêm là dòng là, à, Samsung Z Fold 4 này về ba cây. À, sắp tới là về thêm một số dòng khác như là Z Flip 4, Z Flip 3, Z Flip 2 cũng về này. Nói chung là khoảng hai hôm nữa em sẽ ra video thêm về những cái dòng mới về đấy chứ hiện tại thì chưa có về đấy nhưng mà anh chị tham khảo qua những mẫu này nhá như là Z Flip 3 này hôm nay em về được thêm ba cây ba màu cho quý anh chị luôn tình trạng máy móc ngon lành nha cái dòng Flip 3 này thì cũng có một cái nâng cấp cải tiến rất là lớn so với dòng 2 đó là cái màn hình phụ ấy nó rất là to rồi anh chị xem qua nhá cái màn hình phụ này rất là to thoải mái dùng rồi ạ có cảm biến này có góc rộng và góc siêu rộng rất là ngon rồi màn hình phụ rất là thoải mái để dùng nhá ngoài ra thì máy sẽ có là gì ạ cam trước cũng đẹp này máy cấu hình máy sẽ có là ram 8 g bộ nhớ 128 bạn chính hãng thì sẽ có 2 sim hai sóng một vật lý một e -SIM rồi Đấy, chức năng ngon lành Đấy, ram 8 bộ nhớ 128 này 2 sim hai sóng nhá cái dòng flip 3 này bây giờ nó rẻ lắm anh chị ơi nó rẻ ngang s 21 rồi như con này máy móc ngon lành đẹp như thế này mà giá bao nhiêu có 5 triệu rưỡi thôi anh chị nhá Mà đẹp không ngồ ám không phân màu này chức năng ngon lành mượt mà luôn ạ à. 5, 5 triệu rưỡi à, ram 8 của nhóm một nhá xong thì em cũng có gọi là một con z flip thế hệ thứ tư cho anh chị à, trải nghiệm nhá đây là con máy gọi là máy phiên bản hàn quốc máy thì bên kia người ta báo là máy chạy bảo hành có, <laughs> có nghĩa là máy người ta gửi đi bảo hành hãng anh chị xong người ta gửi về nói chung là cũng bình thường thôi không có ảnh hưởng gì cả máy sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp này à, màn hình thì sáng đẹp không ồ ám gì và còn nguyên siêu ni lông hãng nha cái siêu này của hãng này anh chị mà live stream hay là stream cam trước ấy thì lấy con này rất là ok nhé, về gập đây là một cái thôi để yên thế này là có thể live stream một cách thoải mái được à, về các bạn màn hình máy sẽ có một cái màn hình 6 in 7 độ phân giải màn hình khá là ngon này chạy con chip Qualcomm snap 8 gen 1 con này thì uh, sẽ có 8 gb ram nhá bộ nhớ 256 ghi uh, chức năng ngon lành máy móc mượt mà trơn tru luôn 256 ạ và hai sim hai sóng một vật lý một e sim khung viền các cạnh khá là đẹp nhá có sức một chút ở viền ở đây thôi chỗ này có sức một chút ở đây này giá này là 5 triệu 990k nhé ship cô toàn quốc nhận máy kiểm tra thanh toán ạ tặng sạc zin siêu nhanh 25W và miễn phí ship được chưa chức năng máy ngon có xa bảo vệ cho anh chị luôn rất là chất lượng đây là S2 xin lỗi là Z Flip 4 ạ máy gập nhé giá rẻ cực kỳ luôn màn gập rẻ nhưng màn phẳng không thể tin nổi tiếp tục lên cho quý anh chị một con S21 Plus này tình trạng máy móc cũng khá đẹp nhá lưng đẹp này con này thì hở lưng rồi đấy chung là mấy cái máy dòng máy này thì rất là dễ bị hở lưng anh chị ạ? nói chung là rất là dễ bị hở lưng luôn ấy hở thì phải dán lại thôi không có cách nào khác cả đúng không bây giờ mình nhập máy chuẩn về rồi men zin mà zin là ngon lành rồi đúng không ạ về không may nó hở thì phải dán nó lại <laughs> đây là con s 21 plus này đấy khung viền thì cũng rất là đẹp nhá đẹp gần như là len keng luôn ạ màn hình thì chắc chắn là đẹp không ồ ám rồi cấu hình ram 8 với những một máy cũng có hai sim một SIM vật lý, một e sim Giá em này thì cũng tốt đấy ạ Cũng tốt tại shop di động Minh Huy luôn Hiện tại em uh, uh, S21 Plus này đang có mức giá là 6 ,3 triệu 3 Full phụ kiện hết nhá Và miễn phí ship tận nhà trên toàn quốc ạ Đây màn hình thì sáng đẹp 100% Không ồ ám, không, không lưu hình gì ạ Đây là S21 Plus này Ngoài S21 Plus ra thì cũng có S21 5G nữa anh chị ạ S21 5G đấy, Thì em đang có các màu như sau này Màu trắng, màu hồng và màu đen ạ Tình trạng máy móc ngon lành, khung viên cạnh trên cạnh bên, cạnh dưới các cạnh rất là ok. Màn hình máy thì sáng đẹp, không ngồ ám, không phân màu gì ạ. Đây là S21 5G, màn hình sáng đẹp nhé, không ngồ ám gì, 6 in 2, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Và chạy con chip là con chip Qualcomm Snap 858 nhé. Máy Mỹ về toàn tiếng Anh. Đây, màn hình thì sáng đẹp, không ngồ ám, không phân màu gì. Chức năng thì trơn tru mượt mà hết ạ, không có gì để chê đâu ạ. Và con này thì cam cũng đẹp, em đang dùng S21 mà, đây cái máy em mới đang dùng đấy ạ. Nó qua bao nhiêu là cái lần rơi này, vỡ móp các thứ hết rồi rất là xấu rồi xấu không thể xấu hơn nữa à, cấn móp hết góc này kính thậm chí là rơi đập cả màn hình xuống nhưng mà máy nó vẫn sống nhăn răng à, vẫn bán hàng suốt uh, hơn một năm nay gần 2 năm à, cam cũng ngon nhá cam 0.5 x1 này zoom 3 mấy ạ cam trước cũng đẹp Đấy, rất là ok nhá giá ok s21 5g giá 5 ,3 triệu 3 tặng phụ kiện miễn phí ship toàn quốc cùng với đó em huy có rất là nhiều dòng sản phẩm anh chị muốn tham khảo thêm liên hệ trực tiếp 0933 600 386 em huy xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video và chúc quý anh chị một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình anh chị có câu hỏi nào với lòng comment bên dưới có góp ý gì liên hệ trực tiếp 0933 600 386 qua zalo giúp em huy để em huy thêm hoàn thiện và phát hiện kênh nhé và chúc quý anh chị sẽ đạt được những sản phẩm ưng ý và chọn được những sản phẩm ưng ý và xin cảm ơn di động minh huy hàng tốt giá hợp lý